vui mừng gặp lại quý vị trong chương trình Nhanh Như Chớp. Với sự đồng hành của hệ thống trung tâm mua sắm Nguyễn Kim. Hôm nay anh em không biết sao hai màu trắng đen rõ rệt. Trùng hợp quá. Trùng hợp quá. Nhìn lên nó cũng đẹp đội hình nữa. Dạ. Để coi những khách mời ngày hôm nay đội hình như thế nào. Chúng ta cùng gặp gỡ là hai đội đã chiến thắng ở vòng ngoài. Và hôm nay họ lại gặp nhau. Đội đầu tiên, Miyu, Phát La, Emma, Nhất Khanh. Bắt đầu thính. Xin chào quý vị khán giả, ngày hôm nay quay trở lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Miyu, cảm nghĩ của bạn thế nào khi mà đứng gần tôi? Thì cũng như mọi lần khi mà tham gia Nhanh Như Chớp thôi, đâu có gì đặc biệt hơn đâu Huy. Emma, cảm giác của Emma như thế nào? Cảm thấy rất là vui tại vì được quay lại đây lần thứ hai. Thế hồi nãy tụi em ở trong kia, tụi em thấy mọi người làm hành động, động tác nhanh như chớp, thích quá. Nhanh như chớp. Tụi em cũng có tập với mọi người nói cho tụi em làm thử được. Rồi, không? Rồi thử nha. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Nhanh Như Chớp. Cùng anh nhau thì thôi vậy. Em chưa kịp nói luôn á. Bị giật mình đó. Bị giật mình đó. Giật mình đó. Tự nhiên kêu làm cái đó chi tôi chưa kịp nói. Nhưng mà dễ thương mà. Dễ thương là dành cho mấy đứa 11, 12 tuổi. Ba ơi, mẹ ơi. Còn cái này anh không tin, làm lại cho anh coi. 2 3. Nhanh như chớp. Rồi, đội tiếp theo là gia đình hạnh phúc Duy Khương, Trà Ngọc và Xuân Tiến. Đứng qua sạp đây nè, Khương, Khương sạp đây nè. Cho khỏi che bên kia hiểu không? Bên kia là nhìn cái đội thấy không? Đó, giống như dân Sài Gòn. Đó, Duy Quyền mới lên. Từ lúc đầu em đã nhận ra được cái sự chấm bi này nó rất là nặng nề cái nhóm em. Như là thôn quê luôn. Ê, không ấy rồi nè, bây giờ nè. Tranh Đông Hồ. Đó, qua làm MC đó. Em quay về đây. Hợp lý không? Dạ. Gia đình sao vậy? Mình chơi hai đội luôn. Đây đội, chà chống nuôi bớt con. Bớt điếu kéo lại đi. Trong chương trình nè. Gà chống nuôi con. Trong chương trình nè. Điếu kéo không có được. Bây giờ bên đây tên là gà chống nuôi con. Đây vậy? Bắt cặp với anh Nguy vậy? Em thích anh Nguy lắm. Em rất thần tượng. Nè, nhưng mà trong chương trình hôm nay anh xin em luôn. Sao cái tập trước là bỏ bồ rồi? Vậy hả? Mẹ Nguy mà. Biết bộ anh là bộ giờ bồ bồ em biết chứ ai không? Thôi nhưng mà đừng có nói, người ta chia tay rồi đừng có nói tội nghiệp người ta. Nhưng mà trong chương trình này anh xin em luôn nha. Anh ơi, em xin phép trở lại với gia đình con em nha. Em chân quý hạnh phúc này. Vậy Phát Lạc ý kiến gì? Ủa anh ơi, chương trình này là Nhanh Như Chợ hả? Sao? Thôi mấy đứa về chỗ đi để người ta nói cái chợ đó. Về chợ. Tại mẹ mẹ. Thôi đi vô đi con, cái hổng hào quá. Những ngày vừa qua đội nhà mình về có tập luyện gì không? Dạ có. Có. Em đã làm một bộ đề cương để cho bé ôm rất là nhiều. Còn Duy Khương không cần ôm gì, anh kêu cạo cái đầu đi mà không chịu cạo. Không, có làm cái đầu lại nó xẹp hơn bữa rồi. Nhận nhận che cái trán. Bữa gắn 4 lớp, nay còn 2 lớp anh. Hất tóc lại cho sự thông minh nó lòi ra. Rồi lòi ra chưa? Lòi ra chưa? Cố gắng lòi ra. Rồi, đội bên kia thì sao? Phát La nãy định nói gì đó. Kẹo Phát La đầu cô dâu quá kìa. Đâu hề tại vì nó qua bên đây hả ta? Không, cái đó là cái chị make up cho em nhảy qua make up cho Phát La. Còn cái người make up cho Phát La nhảy qua make up cho em. Không, Phát La tóc nó xù xưa giờ, nó không có bị hói. Vậy là hai đại phòng nữa. Tóc nhiều từ xưa đến giờ rồi. Đâu dở lên coi có giống như Duy Khương không nè, dở lên nè. Ô thật sự tóc nhiều. Đó. Tóc nhiều từ xưa giờ. Bên này là sân bay, còn bên kia là sân banh. Trán cao thì nó không. Không, cái này em nhìn quen nè, giống mấy cái chảo mà hút cái gì vậy tên coi làm cát á, điểm giống quê á, nó bóng lửng luôn á trời, bóng dữ á trời, ghê thiệt á, ghê thiệt á. Bây giờ Miyu này hôm nay sao? Hôm nay có ai thả thính ngoài Trần Anh Huy không? Dạ, thật ra là bình thường á là cũng nhiều người thả thính em á, nhưng mà đó giờ là chưa ai thả thính em một cách rất là vô duyên như là Huy hết trơn á. Kính thưa quý vị, em xin phép không dùng từ thả thính dành cho Trần Anh Huy nữa, mà dùng từ là rải đinh. Đi đâu cũng rải đinh, ai đạt dính tráng chịu. Bớt rải đinh lại nha cưng. Dạ. Bây giờ
chúng ta còn chờ gì nữa, vài phút dễ lâu trước khi bắt đầu. Các bạn đã quay trở lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Giỏi quá. Giỏi không? Nhờ không có chị Harry đó cho nên là Huy lên đây Huy được nói nhiều hơn. Và quan trọng là Huy được đứng gần Vy Dương. Lại giải đinh rồi. Ở chỗ giải đinh. Dạ, giữa hả? Chị, ổn không chị, ổn không? Em có thể nói thôi nhưng mà em đừng có dùng hành động được không? Em đừng có dịnh được không? Em là kiểu như bản năng quen. Anh Giang kêu cái là em bay lại liền. Đỡ chỗ cho chị đi, chị đứng đối diện ổn định. Rồi, cho anh xin miếng nha. Ừ, đúng rồi. Là mình rồi, em đứng đó được rồi bác, em đứng đó được rồi anh. Ok ok, cảm ơn anh Giang. Đó, bây giờ chương trình bắt đầu. Tập đầu tiên ai? Mình nói ai chơi vậy? Mình nói ai chơi vậy? Mình nói ai chơi vậy chị? Mình nói ai chơi trước vậy? Bên chị ai chơi? Em nói ai chơi vậy? Mà bên chị ai chơi? Lên đi mấy bạn, Trà Ngọc. Lên đi, vô với Trà Ngọc. Vô với Trà Ngọc đi, chỉ định luôn hả? Chỉ định luôn. Ủa nữa hả? Đi vô, và Trà Ngọc. Lên ghế trước. Dạ chắc luật cũ đi anh ơi. Quá tôi gì? 3 dạ. 2 1 vô. Ok, bây giờ nhường luôn đó, lên trước chờ. Chị nhường em hả? Em thích không? Tại lần trước em cũng lên trước nữa. Thôi thì lần này em cũng lên trước đi. Dạ. 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 Không thấy á. Lên, mời vào bên trong. Để kia chú em. Mời. Dạ. Anh để tôi. Anh để tôi. Anh để tôi. Tôi giữ khoảng cách với anh rồi. Còn gì nữa đó anh Huy à? Đâu, để tôi. Ủa chị vậy hả? Tôi kêu là anh để tôi cơ mà. Sao nổi da gà quá. Tôi ghê quá. Như mấy bà dì ghẻ đó. Bà ghẻ cái ăn gì ở nhà quá. Rồi anh đợi em không có bị mấy chuyện tình cảm chi phối về kiến thức em đâu. Cô để tôi. Anh Chi là ghẹn của tôi nghe. Chị hiểu không? Chị hiểu. Chị hiểu không? Chị hiểu không? Chị hiểu không? Ghê chưa, ghê chưa? Hai phút dành cho Trà Ngọc. Nhìn chụp. Kim gì ăn được? Kim chi. Lên. Hay quá. Dễ. Yeah. Kim gì cứng nhất thế giới? Dạ. Kim gì cứng nhất thế giới? À, kim cương. Lên. Kim gì không dùng để chích thuốc? Kim gì không dùng để chích thuốc? Kim đồng hồ. Lên. Hay. Không nung mà có gạch là con gì? Không nung mà ăn có nhiều nhiều gạch. Con cua. Bộ phim nào đạt kỷ lục 11 giải Oscar? 11 giải Oscar. Bộ phim hả? Rất nổi tiếng. Rất nổi tiếng thì chắc em đoán là Titanic. Lên. Có mấy rồi. Xuất sắc ta ơi. Bộ phim Titanic của đạo diễn Cameron là cái người mà làm Avatar. Ông này hay lắm, ông này giỏi lắm. Hai nhân vật chính trong Titanic tên gì? Jack và Rose. Lên. Tấm ván Rose nằm khi tàu đang chìm có đủ chỗ cho cả Jack nhưng tại sao Jack không leo lên? Tấm ván đủ chỗ cho Jack nhưng mà tại sao không leo lên ta? Sao vậy ta, anh này cũng chướng ha, giờ em mới thấy nè. Ảnh lên thì không có phim. Ảnh lên thì hết rồi, câu chuyện tới đó thôi. Là hai người cùng sống đúng không anh? Trả lời. Nếu mà chắc lên thì chúng ta sẽ không có phim Titanic. Không chính xác. Em là diễn viên mà em đơn giản một điều. Kịch bản anh. Đúng. Kịch bản. Trời ơi. Là kịch bản đạo diễn không cho anh lên. Thì đạo diễn không cho lên. Đúng rồi. Lên. Bây giờ em thấy giống như mấy chương trình mà gọi là thi hoa hậu đấu cho em lên đúng không? Vì ban tổ chức người ta không cho em lên. Câu hỏi tiếp theo. Cho em lên thi hoa hậu sao? Harry ngó trên đồi thấy Trường Giang, hỏi Trường Giang đang làm gì đó chữ. Ngó trên đồi thấy Trường Giang, Trường Giang đang làm gì? Ngó trên đồi
ngồi trên đó. Hoa gì muôn dặm đường dài tìm nhau? Hoa thiên lý. Lên. Ba chìm bảy nổi long đong, hoa gì nở tím dập dềnh trên sông quá hoa dễ. Hoa lục bình. Lên. Cây chuối táo mẫu đơn, cây nào cứng nhất? Cây gì anh? Chuối táo mẫu đơn. Chuối táo mẫu đơn, chuối táo, cây táo. Lên. Không kịp. Chim chiền, chiền là tên gọi khác của chim gì? Ồ, em không biết rồi. Hết giờ. Yeah. Hay quá. Trời ơi. Như vậy là sau 2 phút, Trà Ngọc mang về, sau đó bán liên tiếp, tiếp theo. Được quý vị trở lại của Điện Mỹ Dung. Đó, bây giờ người ta là 6 đó, vượt qua 6 là chiến thắng. Dễ lắm chị lên 10 luôn đi, em thật sự giỏi quý vị. Rồi, okay. Mời lên. Lại đi. Dịnh dưới đây nè. Dịnh dưới đây nè, trời ơi. À, em xin phép ra ngoài không? Cố lên về dù có 6 câu thôi. Ok. Đây là chương trình Danh Dự Chết, không phải chương trình Hàng Gắn Vết Thương nha. Quý vị ơi, chúng ta có 2 phút dành cho Mỹ Dung Danh Dự Chết. Kim gì ăn được? Nấm kim châm được không? À, đừng hỏi. Nấm kim châm. Kim châm là một loại nấm. Lên. Hoặc là kim chi. Kim gì cứng nhất thế giới? Cứng nhất à? Kim cương. Lên. Kim nào không dùng để chích thuốc? Trừ cái kim chích ra thì kim đồng hồ. Lên. Không nung mà có gạch là con gì? Gạch cua, con cua. Lên. Dễ ha. Dễ lắm chị ơi. Dễ vậy. Bình tĩnh đó chị. Bộ phim nào đã đoạt kỷ lục 11 giải Oscar? Ok, em không nhớ là đoạt được bao nhiêu giải Oscar, nhưng mà là một bộ phim hồi nhỏ em rất là thích và em nhớ là đạt được rất là nhiều. Em sẽ trả lời đại Titanic. Phim gì? Titanic. Lên. Hai nhân vật chính trong Titanic tên là gì? Jack and Rose. Lên. Yes. Bạn rồi. Tấm ván Rose nằm khi tàu đang chìm, có đủ chỗ cho Jack, nhưng tại sao Jack không leo lên? Tại sao Jack không leo lên hả? Tại đạo diễn chỉ đạo diễn xuất là vậy, đạo diễn không cho Jack leo lên. Lên. I love you. Ai nói gì á? Ai nói du gì? Là hèn và nói xong im. Em thấy chị giỏi quá. Đây là câu đối chữ. Harry ngó trên đồi, thấy Trường Giang, hỏi Trường Giang đang làm gì? Lại nè. Harry ngó trên đồi, thấy Trường Giang, hỏi Trường Giang đang làm gì? Ngó trên đồi, thấy Trường Giang. Ngó trên đồi. Ngó trên đồi. Ngồi trên đó. Là... Ngồi trên đó. Trời. Hai câu tiếp theo. Là hai câu vô cùng đơn giản. Rồi, rất dễ luôn. Dễ lấy 20 triệu. Hoa gì muôn dặm đường dài tìm nhau? Hoa gì đối chữ đó? Muôn hoa. Muôn dặm đường dài tìm nhau. Nghìn muôn. Gì? Hoa. Dễ quá mà trời ơi, là trời. Hổ lên chị, vui nhỉ. Đáng lên chị, còn hoa muôn dặm, thiên lý. Hoa thiên lý.
tiếp dập dành cho Trâm. Hết giờ. Mấy tí là được 6,5 triệu rồi. Ủa, chia hả? Mấy đứa chia. Chia 1 triệu, chia 3. Ở đâu ra vậy thứ cá nhân? Trời ơi, trời dễ quá mà Thiên Lý suy nghĩ lâu. Câu sao đúng không? Đúng dặn đường dài là Thiên Lý. Tại vì em không biết là Thiên Lý hay Thiên Điểu hay là... Thiên Điểu là chim, Điểu là chim mà. Trời ơi. Tiếp quá. Mình dùng. Nói chung là mình 6 người ta 9, tỷ số người ta 1, mình o. Ráng lên nha. Bây giờ đợt thứ 2. Ai lên? Rồi. Con trai em. Rồi, con chiếc cưng của mẹ. Con chiếc cưng của mẹ. Mặc đồ rất quen. Bà mẹ rồi có mặt nhưng ba mẹ nói là nó không nghe. Ủa như vậy có... có công bằng không ta? Tại sao? Ý là nó, giờ ý, anh là anh ý, lớn ý, ý người ta, ta đang đấu nói chờ với con nít à, anh và anh người lớn là chờ chứ đi không phải. Ghé thì bỏ anh vô không phải gì vậy đó, nhường anh cho chứ không phải nhường anh cho chứ người lớn em ghét mà ghét ghét nghỉ lên cho chứ đi lên đi để cháu vô nó uống sữa xin lỗi. 2 phút dành cho phát là nhanh đi chớp. Sông Thầm là đặc sản của nước nào? Sông Thần hả? Sông Thầm. Sông Thầm. Sông Thầm hả? Sao nghe? Sông Thầm á. Chắc là giống sông Cạp rồi với là Thái Lan. Thái Lan. Thái Lan. Thái Lan. Lên. Sông Thầm á, sông Thầm là đu đủ đó. Sông Thầm. Gọi đu đủ đó. Đu đủ đầm. Đu đủ đầm. Đất nước của những nụ cười là tên gọi khác của quốc gia nào? Những nụ cười nè. Quốc gia... nước gì hay cười đó. Nước gì hay cười á. Cái gì vậy? Nè, anh nhìn bên đây nè, anh nhìn bên đây nè. À, không không em không biết. Không được là không biết. Không được là không biết. Trả lời đại. Việt Nam đi. Trời. Không chính xác. Ủa? Việt Nam cười nhiều lắm anh. Đó chính là Thái Lan. Ủa lại luôn á hả? Biết thêm một kiến thức mới. Kể tên 3 quốc gia có lễ hội té nước, quá dễ. À, Thái Lan, Campuchia, Laos. Exactly. Lễ hội té nước Thái Lan là cái tên là gì? Sông Khan đúng không? Sông Rang. Sông Rang. Sông Rang. Chồng của em gái của con gái của chồng Nhã Phương là gì của Nhã Phương? Này nở chồng. Chồng của em gái của con gái của chồng Nhã Phương. Sao dòng họ gì nhiều quá vậy ta? Chồng của em gái. Chồng của em gái. Nhã Phương đẻ con gái ra là con. Xong mà em gái của con gái là cũng là con của chị. Là cũng chồng. Chồng là con rể. Lên. Ủa, giỏi quá à. Hay quá à. Nhức não quá. Giỏi quá à. Đây là câu đối chữ nha. Dạ. Khi tôi tắm, tôi bị trượt té, hỏi tại sao? À... xà bông hả ta? Hay là sàn nhà tắm? À, khi tôi tắm, tôi bị té. Khi tôi té tôi bị tắm hả? Khi tôi tắm tắm tối. Tắm tối. Lên. Trời ơi. Chim gì bỏ hàng quên thề sang sông? Trong rất nhiều bài hát đều có. Chim le le. Chim Emma nói là chim le le. Không phải chim le le không? Không phải chim le le hả? Chim chim sáo sang sông. Lên. Giỏi quá. Câu này dễ luôn. Có bao nhiêu quân tốt trong bàn cờ tướng? Cờ tướng là 1, 2, 3, 4, 5 phải không mọi người? Sao lẻ được? Hai bên cơ mà. Hai bên thì sao là số lẻ? 6, 7 vô. Hả? Bàn vô. Trời giúp vô đi là thua. Giúp đối thủ hả? Phải thảo luận chung với bạn. Có chơi cờ tướng chứ? Hai đội là 10. Lên. Trời ơi. Quên, em quên. Em đếm một đội, em đếm một đội. Tại em không? Tại em. Tại em hả? Không biết. Trong những quân cờ, quân nào dễ nổ nhất? Chơi chữ. Cờ pháo. Lên. Hai. Quân pháo. Trong cờ tướng, quân hậu đứng đâu? Quân hậu đứng kế bên quân. Quân biết chơi cờ tướng bao giờ chưa? Cờ biết tướng. Cờ tướng không? À, cờ tướng không có quân hậu. Lên. Yeah. Lộn cờ vua. Lộn cờ vua đúng không? Dạ. Yeah. Kể ra 5 từ ghép với chữ ba. Ba. À, ba má. Ba mẹ. Hai. Ba phải. Ba.
ba trận, bốn ba chồng lên. Hết giờ. Như vậy là sau 2 phút Phát La mang về tất cả là 8 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Phải hy vọng, phải hy vọng. Thưa quý vị, 8 đáp án rất khó vượt qua. Chúng ta chờ đợi xem Xuân Tiến. Xuân Tiến, Xuân Tiến. Không có gì hết, lên ghế luôn. Cố lên nha anh. Đáp án tập trung nha Tiến ơi. Tán câu thôi con, gắng lên con. Tiến ơi. Dạ. Gia đình trông chờ con. Uống 5 bịch sữa rồi nữa. Uống chi dữ vậy, đau bụng sao trả lời. Nhiều canxi. 2 phút dành cho Xuân Tiến. Nhanh đi chơi. Xăm thầm là đặc sản của nước nào? Thái Lan. Lên. Đất nước của những nụ cười là tên gọi khác của quốc gia nào? Đất nước của những nụ cười cười Nhật Bản hả? Không, chính xác, Thái Lan. Ủa, Thái Lan nữa. Kể tên ba quốc gia có lễ hội té nước. Việt Nam. À, lộn lại. Thái Lan, Lào, Campuchia. Lên. Giỏi quá. Đáng lên. Chồng của em gái của con gái của Nhã Phương là gì của Nhã Phương? Chồng của em gái là em rể. Chồng của em gái của con gái của Nhã Phương. Chồng của con gái của em gái Nhã chồng Phương. Của em gái của con gái của chồng Nhã Phương. Lại chồng của em gái của con gái của chồng Nhã Phương. Cháu. Không chính xác. Trời ơi. Là con rể. Con rể. Khi tôi tắm tôi bị trượt té, hỏi tại sao? Chơi chữ, đố chữ. Khi tôi tắm, anh đọc lại em. Khi tôi tắm tôi bị trượt té, hỏi tại sao? Đố chữ. Khi tôi tắm tôi bị trượt té. Tôi bị trượt té. Khi tôi tắm tôi bị trượt té. Trượt té là khi tôi tắm. Khi tôi trượt té. Không, chơi quá té, em không biết câu này. Không chính xác. Khi tôi tắm tôi tắm. Tôi tắm tâm tôi. Tâm tối đây không thấy đường trượt té. Tập trung. Chim gì bỏ hẹn quên thề sang sông? Chim gì bỏ hẹn trong bài hát hay có? Chim im. Có con chim đa đa. Bảy ơi. Chim gì? Anh lại đọc lại em một lần. Chim gì bỏ hẹn quên thề sang sông? Chim sáo. Lên. Đáng hơn. Có bao nhiêu quân tốt trong bàn cờ tướng? Quân tốt 2, 4. 5. 5. Không chính xác. Trời ơi, nguyên bàn mà. Nguyên bàn lên đây mà. Trời ơi. Trong những quân cờ tướng, quân nào dễ nổ nhất? Pháo. Lên. Trong cờ tướng, quân hậu đứng đâu? Quân hậu. Trong cờ tướng, quân hậu đứng kế con xe. À, đừng. Trời ơi. Trong cờ tướng, hậu kế con thượng là cái. Không chính xác. Cờ tướng là gì có con hậu? Trong bàn cờ tướng là gì có quân hậu? Cờ vua mới có con hậu. Quên. Không sao. Bình tĩnh. Gia đình thương con. Kể ra 5 từ ghép với chữ ba. Từ ba. Ba mẹ. Một. Ba dụ. Hai. Ba chú. Ba chú là cái gì? Ba nuôi. Ba. Ba gác không đọc. Ba má, ba lô, ba gai, ba trợn, ba hồn. Ba láp, ba xàm, quá trời. Không, gia đình thương con. Mình không có sự liên tiếp, đau lòng khi nói điều này. Đội người ta 2-0 rồi. Bây giờ là hai người cuối cùng, Duy Khương và Emma. Gán lên. Nếu mình thắng là bắt đầu 2-1 là con cầm cự được, mình sẽ thành anh hùng. Dạ. Nếu mình thua là tội đồ. Trời ơi, em thấy em dễ thua lắm anh ơi. Cài tóc lên Khương. Mình tập đi thôi mà. Đơn giản nhẹ nhàng. Em đang thoải mái lắm nè.
Em thoải mái mà sao em căng dữ vậy? Nam tương vị bắn phu xì. Ok. Một, hai, hai, ba. Quyết định. Đâu, được quyền quyết định. À, thôi em trước đi. Lên. Đúng rồi, sao áp lực lắm. Tội nghiệp quá, tự nhiên mọi người áp lực. Thôi không có gì áp lực hết. Đây là một trò chơi thôi. Thôi được anh, để tự em hút được anh. Không có gì áp lực nha chưa. Tiền sữa của con trông cậy vào anh. 2 phút dành cho Duy Khương, nhanh như chớp. Thành câu thành ngữ sau. Da chấm 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 tóc bạc. Trời, vô thành ngữ là đứng hình liền. Sao Khương nay bị dính thành ngữ? Thành ngữ với thơ đó là đứng hình liền. Không biết thì nói đại, mình mất thời gian chi. Cái câu này là nói về những người già người ta hay bị đó. Bắt đầu về già. Da nhăn tóc bạc. Không, chính xác. Ai biết? Em nghĩ là da mồi anh. Da mồi tóc bạc. Đồi mồi á. Già thì hay bị nổi đồi mồi đó. Em tưởng già sẽ lão quá da, da nó nhăn. Ừ, đó. Lại tiếp tục là thành ngữ. Trời ơi, ráng lên. Cố lên. Hoàn thành câu thành ngữ sau. Đanh chấm chấm chấm. Cá chấm chấm chấm. Đanh hả? Đanh chấm chấm chấm. Cá. Đanh chấm chấm cá hay đá anh? Cá. Cá chấm. Đanh thép. Đanh thép cá gì? Cá tôm. Cá tôm. Không, chính xác. Đanh đá cá cày. Trời, mấy câu lạ số giờ em thì chưa đó, nghe không nữa nghe, không biết bỏ. Đây câu này dễ nè. Họa mi nước Anh là biệt danh của ca sĩ nào? Họa mi anh? Nước Anh. Hát đỉnh cao, giọng trong veo. Với bài hát nổi tiếng Taylor Swift. Bài hát nổi tiếng Hello. Ca sĩ gì? Britney Spears. Không phải. Không biết. Họa Mi. Nè, Cẩm Ly, Phương Thanh nè. Mỹ Tâm anh ơi, ở đây Họa Mi là chị Mỹ Tâm. À, Mỹ Tâm. Ở bên nước Anh thì Mita. Mita. Thôi em chọn Taylor đi. Taylor không chính xác. Adele. Thật là biết hello. Bài hello rồi không biết Adele. Thiệt tình. Cái gì mùa lá vàng phai? Đối chữ. Cái gì mùa lá vàng phai? Dễ quá mà ta. Mùa lá. Cá gì mùa lá? Cá thu. Lên. Dễ vậy. Tưởng lật cái chữ nó lại. Đâu phải mày không lật chữ đâu. Mùa lá vàng thì chỉ mùa thu thôi mà con cá dạ. Cá thu. Em ngồi em lật chữ. Cá gì giống cá lại còn họ trư? Quá dễ. Giống cá họ trư. Cá heo. Lên. Quá đơn giản. Dạ. Hành gì có mùi thơm? Hành phi. Lên. Hay. Lớp bao phủ mặt lưng ở ngón tay và ngón chân của người và động vật linh trưởng gọi là gì? Bao phủ ở ngón tay. Mặt lưng ngón tay và chân. Móng. Lên. Móng gì to nhất? Dạ. Móng gì to nhất? Móng cái. Lên. Cây cao nghìn trường, lá rụng tứ tung, nấu thì được, nướng thì không. Anh đọc lại cho em nghe hai câu đầu. Cây cao nghìn trường, lá rụng tứ tung, nấu thì được, nướng thì không. Lá rụng. Là cái anh hỏi cái gì? Là cái gì? Cây cao. Lá rụng tứ là tung gì? Là gì? Cái gì vậy ta? Là gì? Cây thước bảng. Không, chính xác. Ai biết? Không biết luôn anh. Cái gì? Nước mưa. Cây cao nghìn trượng. Không hình dung ra. Tại nghe cái câu nghìn trượng như trong phim Tây Du Ký. Em cứ tưởng nó phải là cái cây. Hoàn thành câu thơ sau. Chấm chấm chấm. Gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về. Đi rồi. Cần Thơ. Lên. Không búa mà bổ là con gì? Dạ. Không búa mà bổ là con gì? Không búa mà bổ. Con chim gõ. Con chim gõ. Gõ kiến. Không, chính xác. Đó gọi là gõ. Không búa mà bổ là con bổ củi. Con bổ củi. Không sao. Ok. Năm bán liên tiếp. Chúc mừng. Ông Bê Ma giỏi lắm. Bê Ma giỏi lắm.
Thưa quý vị, chúng ta cùng gặp gỡ lại Emma. It's five. Dài. Em lên nha. Are you okay? Yes, I'm okay. Let's go. Okay. Ai muốn trình cho Emma bắt đầu. Vô. Hoàn thành câu thành ngữ sau. Da chấm 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 tóc bạc. Da gì tóc bạc? Da nhăn tóc bạc à? Không, chính xác. Da mồi tóc bạc. Hoàn thành câu thành ngữ sau. Đanh chấm 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 cá chấm chấm chấm. Đanh đá. Đanh đá cá gì? Đanh đá cá ương. Cá ương. Không, chính xác. Đanh đá cá cày. Cái này biết nè, này ca sĩ đúng không? Họa mi nước Anh là biệt danh của ai? Có một bài hát rất nổi tiếng. Trời ơi, tự nhiên. Trời ơi. Trời ơi. Nổi tiếng. Trời ơi, trời ơi. Họa mi nước Anh mà không biết. Em bỏ qua à? Không bỏ qua, phải trả lời. Pizza lot. Không, chính xác. Bài hát Hello. Thôi. Adele. Ôi trời. God. Bình tĩnh nè. Đây đó chữ nè. Cá gì mùa lá vàng phai? Cá gì mùa... Cá gì mà mùa lá vàng phai? Là cá gì? Cá gì mùa lá vàng phai? Cá thu à? Lên. Cá gì giống cá lại còn họ trư? Cá gì giống cá lại còn họ trư? Trư. Trư là trư bất giới á. Em suy nghĩ thôi nha. Cá heo à? Lên. Hành gì có mùi thơm? Hành gì có mùi thơm à? Hành... Hành phi à? Lên. Lớp bao phủ mặt lưng của ngón tay và ngón chân của người và động vật linh trưởng gọi là gì? Mặt lưng của cái ngón nha. Cái này à? Trời ơi, đi hỏi nữa. Bao phủ mặt lưng của ngón tay và ngón chân. Da à? Không, chính xác. Này là gì? Móng. Hả? À? Móng gì to nhất? Móng à? Móng gì to nhất à? Móng cái à? Lên. Cây cao nguyện trường, lá rụng xứ chung. Nấu thì được, nướng thì không, là gì? Cây gì ạ? Cây cao nghìn trượng, lá rụng tứ tung, nấu thì được, nướng thì không. Cái gì được ạ? Nấu thì được, nướng thì không. Nấu thì được, nướng thì không ạ. Cây cao nghìn trượng, lá rụng tứ tung. Đây là một câu ví von. Ố, tôi chết tôi rồi. Cây gì vậy ta? Cả nhà ơi. Trả lời đại, trả lời đại đi em ơi. Cái bàn ạ? Không, chính xác. Nước mưa từ trên trời rơi xuống. Nó hỏi cây gì mà rất khó luôn. Tại đó là ví von mà. Hoàn thành câu thơ sau. Chấm chấm chấm. Gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về. Ai đi đứng đó lòng không muốn về. Ai đi đến đó lòng không muốn về. Chấm chấm chấm. Gạo trắng nước trong. Gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về. Mình được cứu rồi. Có tiền sửa rồi. Con này nó vui gì nè. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về. Rồi, ba đáp án vẫn thua người ta. Người ta 5 hả anh? Người ta 5, mình 3. Tỷ số hiện tại là 2-1. Hay quá. Bây giờ sẽ cử một người không phải là cặp vừa rồi lên đấu tiếp. Ở đây cứ ai thua là thua luôn á nha. Ngọc đi. Ngọc giỏi nè. Mẹ thiên chức là mẹ, đừng có nói vậy, lúc này đừng có tạo áp lực. Rồi Ngọc đúng không? Đúng rồi anh. Rồi bên kia là ai? Mỹ Du và Tràn Ngọc. Trời ơi, căng quá. Ok, hồi nãy em lên trước rồi, bây giờ để chị lên trước cho. Trời, cái độ này sao nhẹ nhàng quá. Chạy chạy, em dắt chị lên vậy. Anh thôi đi. Hả? Anh đi vô đi. Nếu Mi Du thắng là thắng luôn. Còn Mi Du mà thua là hai đều. Mình chơi tiếp. Mình nên thắng luôn. Để chi? Cho an toàn. Cho an toàn. Ừ, cho nó an toàn. Chứ phải muốn về sớm đâu nha. Có rồi. Có rồi. 2 phút dành cho Mi Du.
Con cá thở bằng gì? Con cá thở bằng mang. Lên. À, này hỏi cho vui nha. Ủa gì vậy? Xuống lại. Con cá thở bằng mang. Vậy con cua thở bằng gì? Không biết. Trả lời. Trả lời đại bằng bằng mai. Không chính xác. Ăn con cua mở ra. Em không biết ăn cua, cua cái phần ở giữa, em chỉ biết ăn cái càng thôi ạ. Nhà thơ Hàn Mạc Tử đã từng rao bán thứ gì trong thơ của mình? Bán trăng. Chính xác. Yeah. Vậy trong bài hát Hàn Mạc Tử, trăng nằm ở đâu? Trăng nằm yên trên cành liễu. Cành liễu đợi chờ. Cành liễu. Cành liễu. Kẻ năm từ ghép với chữ ma. Ma. Ma ma mảnh. Một. Ma cô. Hai. Ma lực. Ba. Dễ mà. Ma đầu. Ma đầu là gì? Ma đầu giáo chủ, không biết nữa. Thì đọc lên luôn ma đầu giáo chủ. À dạ, ma đầu giáo chủ. Rồi. Ma sát. Lên. Khi quỹ đạo mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời thì hiện tượng gì xảy ra? Dễ. Mặt trăng nằm giữa trái đất mặt trời, mặt trăng che mặt trời. Là nhật thực. Lên. Ủa cái này dễ nè. Hoàn thành câu tục ngữ sau. Chấm cao hơn mâm cỗ. Lời chào cao hơn mâm cỗ. Lên. Này đối chữ nha. Cá gì như thể hạt vừng? Hạt vừng à? Hạt vừng à? Hạt vừng là cái hạt nhỏ nhỏ. Hạt vừng hạt nhỏ nhỏ đó. Hạt vừng à? Cá mè một lứa, cá mè. Lên. Còn cái này dễ luôn. Người Thái Lan đi xe về phía nào của đường? Đi xe Thái Lan lái bên phải, đi xe bên trái. Em đi xe bên trái. Đúng, chính xác. Wow. Người Nhật Bản đi xe về phía nào của đường? Bên trái luôn. Chính xác. Vậy người Indonesia đi xe về phía nào của đường? Indonesia. Hả? Phía nào? Indonesia. Chết rồi, không có đi Indo. Indo. Đoán đại nha. bên trái. Lên. Không có nữa. Tất cả im lặng nha, đừng có la nha. Trời, cái câu này mình là tôi đoạt liền luôn á. Nếu là tôi tới giờ tôi đoạt liền, tại cái này tôi biết. Tôi rất là biết câu này luôn. Và nhiều bạn gái đẹp biết lắm. Đây là một cái hình mẫu, đây là một cái hình ảnh rất là đẹp và nhiều bạn mơ ước lắm. Thiếu nữ bên hoa huệ là tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ nào? Tô Ngọc Vân. Rất tiếc, đúng rồi. Đúng rồi. Như vậy là Miu vượt qua được hai đáp án liên tiếp chính xác. Chúng ta chờ đợi sự lột xác từ Trà Ngọc. Xin mời. Chỉ cần số 3 là em sẽ hai đều, mang về hai đều. Không, ánh mắt của đội em ngày gom đồ về con. Lên. Hai phút dành cho Trà Ngọc. Nhanh như chớp. Bây giờ hỏi chơi, con cá thở bằng gì? Con cá thở bằng mang. Vô câu số 1, con cua thở bằng gì? Không. Con cua thở bằng... Hình như là cái phần dưới của con cua có cái yếm nhỏ ở dưới. Cua thở bằng yếm hả? Không lẽ thở bằng cái mai cua ta? Nói đại đi. À, thở bằng cái mai cua đi anh quên. Không, chính xác, bằng mang. Mấy cái mà mình lột rồi bỏ
đi đó, trên cái phần thịt đó. Trời ơi, mấy cái bỏ là em đâu có để ý làm chi. Ăn đó thôi. Nhà thơ Hàn Mạc Tử đã từng rao bán thứ gì trong thơ của mình? Trăng. Lên. Vậy trong bài hát Hàn Mạc Tử, trăng nằm ở đâu? Ai mua trăng tôi bán trăng cho trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ. Lên. Kể năm từ ghép với chữ ma. Dạ. Năm từ ghép với chữ ma. Ma quỷ. Một. À, ma quái. Hai. Ma con, ma cha, ma mẹ. Không chính xác. Ủa sao vậy anh? Không có ai nói ê con ma này, ma con này. Có anh, phim ba con ma đó. Phim ba con ma là có gia đình ma. Không chính xác. Nó diễn phải đúng chứ, hợp lý xíu chứ. Ma sát nè. Ma sát, ờ. Khi quỹ đạo mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời thì hiện tượng gì xảy ra? Quỹ đạo mặt trăng mặt trời. Nè. Tạp, tạp, tạp. Mặt trời, mặt trăng, trái đất. Thẳng, nhục con thật. Một đường. Lên. Hoàn thành câu tục ngữ sau. Chấm 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 cao hơn mâm cổ. Lời chào cao hơn mâm cổ. Lên. Đây đối chữ. Con cá gì như thể hạt vừng? Cá gì hả? Đối chữ nha, cá gì như thể hạt vừng? Hạt vừng hả anh? Cá gì như thể hạt vừng? Cá gì nhỏ dữ vậy ta? Cá gì như thể hạt vừng? Đối chữ rồi mà đi con cá. Cá gì như thể hạt vừng? Cá mè. Lên. Người Thái Lan đi xe về phía nào của đường? Phía bên... Đi Thái Lan chưa? Bên trái. Lên. Người Nhật Bản đi xe về phía nào của đường? Em không nhớ, em chưa đi Nhật. Em nghĩ là bên phải. Không chính xác. Em không biết. Bên trái. Dạ. Người Indonesia đi về phía nào của đường? Dạ bên phải. Bên trái, không chính xác. Ủa sao mấy người đó đi bên trái không vậy ta? Thiếu nữ bên Hoa Hệ là tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ nào? Em biết. Bảo vệ trắng á. Em biết cái hình thôi chứ em không nhớ tên tác phẩm. À, Tô Thanh Sơn gì đó. Không chính xác. Tô Ngọc Vân. Trời ơi, họ nhớ họ Tô. Thôi phục rồi nha, phục rồi nha. Bốn đáp án liên tiếp vẫn yeah. Thua người ta mừ. Người trời ta mừ ơi. Lận. Giỏi quá. Không, em nhìn ánh mắt đội em lại biết chỉ 10 mà. Đội em ánh mắt tuyệt vọng lắm. Tỷ số hiện tại là 3-1. Rất tiếc. Chúng ta chuẩn bị hát bài hát chủ đề. Bài hát chủ đề của chúng tôi mượn tạm của Ân Ngọc Phúc. Cô dâu nước mắt lạnh thầm nhìn nhỏ nghe nhói lòng. Biết nói chỉ đây một câu trước khi biệt ly. Nhưng mà chúng ta không ra về tay trắng nha. Dạ. 9 triệu đồng tiền thưởng. Đội của mình hiện tại đang được là Miu được cá nhân là 20 triệu và đang cầm trong tay một cái tấm vé để vào bán kết đấu với đội khác là chắc chắn. Còn bây giờ chúng ta bước vào vòng đặc biệt để nếu giỏi mang về 80 triệu đồng. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Đây là vòng đặc biệt, chúng ta sẽ có thời gian là 1 phút cho liệt kê 20 đáp án. Câu hỏi tuần này rất dễ. Xin hỏi trước, ở đây ai đi du lịch nhiều? Đi du lịch không? Chắc có chị đó. Đúng rồi, chị cũng có đi nhưng mà không biết là... Đi du đi đâu? Dạ cũng đi vòng vòng mấy nước quanh quanh đây. Châu Á không à? Châu Á không? Dạ. Câu hỏi của chúng tôi buổi tối hôm nay sẽ có. Nhưng mà trước tiên phải nói về luật, các bạn biết luật chưa? Thay nhau dành trả lời, không được dành cái lượt, có quyền nhắc. Dạ. Mỗi người bằng cách bước một chân lên đập vào đó rồi trả lời. Kể tên 20 quốc gia châu Mỹ. Bắt đầu từ em ba. Mexico. Mexico. Argentina. Chết rồi. Mỹ. Châu Mỹ đúng không? Châu Mỹ là Nam Mỹ rồi đó. Đá banh đó. Cuba. Úc. Brazil. Úc mà châu Mỹ. Brazil mà chơi... Brazil. Đúng rồi. Chết rồi. Lân cận Brazil. Bóng đá, Cuba rồi mà. Cuba. Argentina.
Argentina rồi. Uruguay. Colombia. Mỹ. Lào. Hả? Anh đi ăn. Mỹ. Mỹ. Milan. Canada. Dỗ đi Pháp. Canada nói rồi. Texas. Texas đúng không? Thấy có nhiều lắm á. California. Không, California. Dạ, báo luôn chắc chắn là không đủ. Texas là tiểu bang của Mỹ mà. Tiểu bang Texas nằm kế bên Texas là có Houston, có Dallas rồi đó. Yeah. Có rất là nhiều, khoảng 54 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Mỹ. Yeah. Đó. Ai mà coi đá banh, coi bóng đá Nam Mỹ là cũng rành, Colombia, Uruguay, Paraguay rồi đó. Như vậy là sau 60 giây các bạn mang về 8 đáp án chính xác. Quá khó. Thôi, mà không sao, mình ra về với một tấm vé vào bán kết là mình còn gặp lại, và với tiền thưởng 15 triệu đồng. Thưa quý vị, tuần này chúng ta đã có một khoảng thời gian ngắn vui vẻ với nhau, coi xem chương trình thoải mái thôi, chả có gì là khó khăn hả? Tụi em cũng làm chương trình cũng cố gắng mang lại nụ cười cho quý vị thôi, chứ cũng chả dám làm gì hoành tráng dữ dội cao siêu cả. Mong quý vị cười là tụi em hạnh phúc. Hãy nhớ chương trình của tụi em nhanh như chớp, do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Với sự đồng hành của hệ thống trung tâm mua sắm Nguyễn Kim. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào quý vị, chúc quý vị ngủ ngon. Quá hấp trên thôn thiên văn dưới tường địa lý, 10 + 3 = 1. À, có một cái trước thuộc ca dao, sau thuộc ca khúc, chẳng lẽ tôi mua đi như vậy sao? Không gì là không thể. Bước kia tận rồi, chương trình đi là phải kia thôi. Bắt bẻ Trường Giang, bắt đền Harry, ai là người thêm mắm Trường Giang, ai sẽ chinh phục đỉnh cao, ai sẽ phá kỷ lục dậm chân tại chỗ, tất cả chỉ có trong Nhanh Như Chớp 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7.